VinFast nhận thêm 1 tỷ USD từ ông Phạm Nhật Vượng, đây là việc cần làm gấp. Tại buổi họp đại hội cổ đông cách đây chưa lâu, ông Phạm Nhật Vượng đã khẳng định sẽ thu xếp để tiếp tục hỗ trợ VinFast tối thiểu 1 tỷ USD nữa. Nói về VinFast, ông cho rằng thương hiệu này là tương lai của Vingroup, đồng thời cho rằng tất cả cho VinFast, tất cả cho chiến thắng. Khoản hỗ trợ này được công bố vào thời điểm mà thị trường xe thế giới vừa hé lộ một cơ hội lớn mà VinFast có thể tận dụng để tăng thêm thị phần. Cơ hội đó là, trên thị trường xe thế giới, nhiều hãng xe lớn đã phải xem xét lại kế hoạch làm xe điện khi tốc độ phát triển dòng xe này đang chững lại. Những gì các nhà sản xuất cần lúc này là những mẫu xe điện có giá cả phải chăng, tuy nhiên, đây không phải là thứ dễ dàng có được ngay. Xe điện giá rẻ, và giá rẻ. Những lúc xe điện còn được xem là một xu hướng mới nổi, các nhà sản xuất liên tục cho ra những mẫu xe bóng bẩy với mác giá cao. Có thể kể tới những mẫu xe như Tesla Model S, Rivian R1T, GMC Hummer EV hay Lucid E. Những mẫu xe điện thời đầu này có giá cao đơn giản vì giá pin khi đó quá cao, các nhà sản xuất cần là một mẫu xe có giá trị tương ứng, do vậy mà xe điện cứ liên tục đi vào phân khúc cao cấp. Business Insider cho rằng, các nhà sản xuất xe hiện nay vẫn đang có kế hoạch giới thiệu thêm những mẫu xe điện ở phân khúc cao cấp. Tuy nhiên, nhóm khách hàng ở phân khúc này đã có đủ xe cho mình. Nhóm khách hàng này được xác định là những early adopters, những người có đủ điều kiện kinh tế và sẵn sàng bỏ qua những khiếm khuyết của sản phẩm thế hệ đầu tiên. Nhóm khách hàng tiếp theo mà các nhà sản xuất cần chinh phục có cái nhìn khác về xe điện, họ tìm những chiếc xe đủ sức thay thế những chiếc xe xăng đang sử dụng. Nói cách khác, nhóm khách hàng này thực tế hơn và cũng khắt khe hơn với chất lượng sản phẩm. Nhóm khách hàng này tìm kiếm những mẫu xe có mức giá phải chăng hơn, nhưng gặp một vấn đề là thị trường có quá ít sự lựa chọn. Ford hiện có 2 mẫu xe điện, lần lượt là xe gầm cao thể thao Mustang Mach-E và bán tải cỡ lớn F-150 Lightning. Ford không có mẫu xe điện nào bình dân hơn. Toyota có 2 mẫu xe điện mở bán toàn cầu, một là Toyota BZ4X, xe gầm cao hạng D tương tự VinFast VF8, và mẫu xe còn lại là phiên bản hạng xăng mang logo Lexus. Nếu không vì thị trường Trung Quốc, có lẽ Toyota cũng sẽ chẳng bắt tay với đối tác Trung Quốc để sản xuất mẫu BZ3 có giá quy đổi hơn 600 triệu đồng. Xe điện giá bình dân đáng cân nhắc hiện tại chỉ có một vài lựa chọn đáng kể, có thể nêu như Nissan Leaf, Hyundai Kona, Chevrolet Bolt. Những mẫu xe điện giá rẻ khác, như Mazda CX-30 hay Mini Hardtop Cooper xe Classic dường như sẽ không bao giờ là lựa chọn của nhóm khách mới khi quãng đường đi được mỗi lần sạc chỉ khoảng 200 km. Việc VinFast cần làm, tăng nhanh lượng xe bán ở nước ngoài. Lợi thế thấy rõ của VinFast trên thị trường thế giới là đã có cả xe máy điện lẫn ô tô điện. Tất cả đều trải trên nhiều phân khúc mà có thể đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng. Trong bối cảnh khách hàng của thị trường xe điện thay đổi dần thị hiếu, dải sản phẩm đa dạng của VinFast trở thành mảnh ghép phù hợp. Tuy nhiên, số lượng mẫu xe bán tại nước ngoài vẫn còn hạn chế. VinFast VF-E34 hiện nay đã nhận đặt cọc tại Indonesia. VF-5 đã chạy trên đất Lào, nhưng hiện tại đa số xe chạy trên đường mang logo xanh SM. VF-6 và VF-7 đã xuất hiện ở cả Mỹ và châu Âu, nhưng để trưng bày tại triển lãm, chứ chưa chính thức bán ra. Trên thực tế, đẩy mạnh bán hàng dường như cũng là một trong các trọng tâm chiến lược của VinFast trong thời gian tới. Trước đây, chiến lược bán hàng của VinFast là tự triển khai hệ thống cửa hàng. Tuy nhiên, chiến lược này đã thay đổi khi hãng đã ký kết với nhiều nhà phân phối khác nhau. Tính đến cuối tháng 4 năm 2024, VinFast đã ký với tổng cộng 18 nhà phân phối xe tại Mỹ, giúp showroom của VinFast không chỉ có mặt ở bang California như trước đây mà còn ở New York, Texas, Florida. Tương tự, VinFast cũng đã ký kết với ít nhất một đại lý phân phối xe tại khu vực Trung Đông, ít nhất 5 đại lý tại Indonesia và ít nhất 15 đại lý tại Thái Lan. Tất nhiên, bán một chiếc xe ra thị trường không chỉ đơn giản là làm ra rồi bày lên kệ, những công việc đằng sau còn là hoàn thiện sản phẩm, tùy biến sản phẩm cho phù hợp với thị hiếu hoặc quy định từng thị trường, rồi đến các thủ tục pháp lý cần thiết. Tương tự VinFast, Kia và Volkswagen cũng đang cố gắng cho ra những mẫu xe đối thủ tại các phân khúc phổ thông, đó là những xe như Kia EV3, EV4, EV5 hay Volkswagen X1, X2 On, X3. Việc VinFast phát triển và giới thiệu toàn giải ô tô điện của mình tại CES 2022 đã là một việc đi trước, nhưng cần nhanh chóng bán rộng rãi trước khi đối thủ bắt kịp. Khoản hỗ trợ 1 tỷ USD từ ông Phạm Nhật Vượng tới vào thời điểm này có thể sẽ là bàn đạp giúp VinFast tăng tốc và chiếm lĩnh thêm thị phần.